Em hát trước đi Chi. Dạ thôi chị hát trước đi. Không, em hát trước đi, cái giọng gì chưa có mở. Trời ơi, em nhỏ hơn mà, em phải biết kính trên nhường dưới chứ, chị hát trước đi. Thôi, ai hát trước thì hát đi nha. Ủa, ai mở bài này vậy? Anh bấm đại luôn á, làm đi. Để em hát cho. Không, chị định hát bài này luôn á. Đâu, bài này là bài của em, là sở trường của em. Xong ca đi, trời ơi. Không, bài này bài cũ của chị. Hãy hát xong ca cho vui ha. Thôi tính tiền đi về đi, nguy hiểm quá. Tính tiền em ơi. Chào em, lại gặp nhau nữa rồi. Ủa, em chào chị. Hôm nay lấy xe đi nữa hả? Xe có bị gì không em? Cảm ơn chị đã quan tâm. Tất nhiên là không có sao rồi. Nói nghe nè, mai mốt mới lấy xe đi á, đi gần gần thôi nha, đừng có đi đâu xa, coi chừng đó nha em. Cảm ơn chị đã quan tâm em nhiều quá, nhưng mà em nghĩ chắc là không có sao đâu chị. À, hôm bữa em còn lấy xe đi lên tới Đà Lạt lận đó. Trời ơi, em lái xa như vậy luôn hả? Em gan quá à, mai mốt đừng có đi xa như vậy, nguy hiểm lắm. Với lại á, chị nói nghe nè, mai mốt cho ai quá gian á, mình phải suy nghĩ kỹ nha em. Tính mạng con người ta đó, không phải đơn giản thôi nha. Thôi, chúc hai đứa thượng lộ bình an nha. Bye bye. Dạ, bye bye chị. Bả làm như một mình xe bả là tốt lắm hay sao á? Thái độ gì hay ghét? Tôi nghĩ là chị chỉ lo cho tụi mình thôi mà. Binh hả? Thật ra thì chị cũng không cần phải nói như vậy, đúng không? Tôi là tôi hiểu ý của bà muốn nói gì á. Tôi phải thể hiện cho bà thấy, không phải có một mình chiếc xe bà là tốt, chiếc xe này sẽ lợi hại như thế nào. Ngồi yên đó để tôi tập trung chạy nè. Mình lại gặp nhau nữa rồi.
nãy giờ chạy đường xa lắm rồi, và không ngờ là mới chạy cũng y chang xe em à. Ý em nói là xe chị, xe em như nhau á hả? Ờ, xe hai đứa mình y chang nhau à, chị ha. Thôi chị đi trước nha, nhớ kéo Kim lên, không thôi hít bụi nha cưng. Anh đã nói rồi, em không cần tiễn xa gì đâu. Anh đừng có mơ, em chỉ là đi siêu thị cho nên mới tiện đường tiễn anh thôi. Vậy hả? Vậy ngày xưa người mẹ nhe suốt ha. Ngày nào? Ủa Hiền? Gì vậy? Em thi cuộc thi này đi. Hợp với em này Hiền, màu sắc màu mè này Hiền. Anh thôi đi, làm sao mà em thi được. Anh chỉ giỏi ghẹo em thôi à. Không, anh nói thiệt, em thi là đậu đó. Ủa, màu đỏ, màu đỏ hợp chưa? Ý chang ha. Anh này có người yêu á, đoạt giải hoa khôi á, nắm tay người yêu đoạt giải hoa khôi đi khắp thế gian chắc vui lắm mà. Thiệt không? Thiệt. Thôi nhưng mà làm sao mà em thi được, không có hợp với em đâu. Thôi mình đi anh. Vậy đi. Dạ. Thì thôi. Hiền. Dạ. Cái gì đấy? Mít chung cư giải nhất 10 triệu đồng. Hình ảnh còn được sử dụng để quảng bá trong suốt một tháng tại tòa nhà. Trời, vừa có tiền mà vừa có tiếng nữa. Dạy gì không thi. Kính thưa quý vị ban giám khảo, em là cô gái chân phương. Kỳ này mình thắng chắc rồi. Chánh ra, nước sôi, nước sôi, nước sôi. Lady and gentlemen, I'm sexy and I know it. Phong cách sexy hả? Phong cách sexy là phong cách mà tôi bỏ lâu rồi, mà tự nhiên bây giờ có người sử dụng lại, nhàm chán quá. Cái này là một cái phong cách rất là hiện đại, rất là quyến rũ. À, coi kìa, coi kìa, coi kìa, bà mặc cái gì? Cái này là cái phong cách đó, nhàm chán. Tôi đã qua thời này rồi, coi kìa, coi kìa, coi kìa. Phong cách nhàm chán cũng đỡ hơn là những người mà kiểu tạo phong cách sexy á, nhưng mà nhìn không cũng ra sexy mà giống như là bộ xương di động vậy á. Cái này như vậy tôi mới đoạt giải, tôi đã được sự tư vấn rất là nhiệt tình mà biết không? Dạ, xin lỗi bà nha, tôi nha, tìm hiểu rất là kỹ và tư vấn rất là nhiệt tình. 10 triệu đã nằm trong tay tôi rồi. No, 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 no. Chào hai người. Phúc ơi, anh Phúc. Bên nhà bão táp quá, cho cha con qua đây lánh nạn nha. Ờ, anh Phúc, anh nhìn coi em hôm nay nhìn có giống như người con gái chấn phương không anh? Phúc, look at me. Do you think I'm sexy? Hả? Hai người hôm nay bị gì vậy? Anh thấy em sao? Hả? Anh thấy em đẹp không? Anh nhìn đi, anh nhìn đi, em có phải là kiểu người con gái dịu dàng thùy mị, một người con gái truyền thống Việt Nam? Anh thấy ai đẹp hơn, thấy đẹp hơn? Em sao, em sao thấy em hiện đại quyến rũ? Em thì em cũng đẹp. Em cũng đẹp. Nhưng mà ai đẹp hơn anh? Ai đẹp hơn? Quan trọng là ai đẹp hơn? Thật ra thì hai người đẹp ngang nhau, giống như là Thúy Vân Thúy Kiều vậy đó, 10 phân vẹn 10, cho nên khó mà phân định được ai đẹp hơn. Bây giờ anh không phân định được rồi. Anh không có chính kiến gì hết.
cô bơ, con nhìn em nè. Ba nhìn đây nè, ba. Đây đẹp không? Con quyết định coi, con quyết định đi con chỉ đi. À, con chỉ đi, con chỉ. Nè, cô bơ. Sexy là cô bơ mẹ đấy. Cả cô bơ mà hai người cũng tha hả? Không phải tại hai người, không phải tại con. Em chỉ cần thay đổi em mặc đồ quyến rũ hơn là sẽ được giải nhất đúng không anh? Đúng. Không phải đâu, không phải là anh nói với em á là chỉ cần em dịu dàng thùy mị chân phương thì em sẽ không có đối thủ sao anh? Đúng rồi. em thấy em sao anh? Em thay đổi phong cách rồi nè. Thật ra thì hai cô đều đẹp ngang nhau hết. Ủa? Sao mà đẹp ngang nhau được? Đúng rồi. Không lẽ hai người đều đạt giải nhất hả? Bây giờ á, đẹp hay không đẹp á, nó không còn quan trọng nữa. Làm sao vậy? Tôi định gặp hai cô á để thông báo là cuộc thi đã hủy bỏ rồi. Hả? Sao vậy? Thì có hai người đăng ký thì sao thi? Ủa? Sao anh nói với em là có tới hàng trăm người đăng ký mà? Đúng rồi. Nổ. Ủa anh còn nói là mấy người đã tới kiếm anh để nhờ tư vấn nhiều mà. Nổ. Hả? Tôi làm vậy á để cho mọi người chung cư rần rần kéo tới đăng ký dự thi. Nhưng mà không có ai tới đăng ký á, rốt cuộc chỉ có hai cô à. Ôi, công tình tụi em chuẩn bị thay đổi phong cách quá trời luôn rồi, giờ không cho thi làm sao? Năm trước có 3 người, năm nay có 2 người, nản thiệt chứ. Thôi hai cô lên thay đồ đi. Hả? Hẹn hai cô mùa thi sau nha. Trời, tôi đi à. Tôi về rồi nè. Về rồi hả? Ủa, Hiền, bà đi đâu vậy? Ủa, này nhà tôi mà. Tôi nè. Kim Chi. Ừ. Trời ơi, tôi tưởng tôi đi lộn nhà không mà. Ủa? Trời ơi, bữa nay bà làm gì vậy? Chà chà, bữa nay nhà mình là có cô Tấm xuất hiện ha. Đúng rồi đó, tôi là Tấm nè, bà thấy sao? Trời đất ơi, thấy hơi sai sai chút xíu á. Mà có chuyện gì đang xảy ra vậy? Biết sao không, tôi đang chuẩn bị hóa thân á thành nhân vật Tấm để casting cho chuyện Tấm Cám. À vậy hả? Nè. Bà làm thấy mắc cười quá hả? Thấy ngoài ra dáng không? Chưa lắm. Được mà, rồi tôi thấy đẹp quá trời đẹp luôn á. Vậy hả? Dễ thương quá. Nè nè nè, bây giờ hả? Bà coi nha, bà phụ diễn với tôi nha. Để hả, coi như là trong lúc ở nhà hả, tôi tập làm nhân vật luôn, để tôi sống với nhân vật luôn, để tôi đi casting á sẽ được hơn. À vậy hả? Phụ diễn hả? Nhớ phụ diễn cho tôi nha. Nếu mà Tấm thì sẽ làm gì? Này cũng vui này nha. Tấm ơi. Dạ. Nè. Cái gì? Bà quy định cho tôi làm gì ghẻ luôn hả? Thì bà nói bà hứa bà trợ diễn cho tôi mà. Thôi cũng được. Vui dạ. Là được rồi. Mẹ sai gì? Tấm à. Dạ. Lấy nước cho mẹ. Dạ mẹ. Con mời mẹ uống nước. Tấm ơi. Dạ mẹ. Bóp tay cho mẹ. Dạ.
nấu cơm chưa? Dạ rồi mẹ. Quét nhà chưa? Dạ con quét rồi luôn mẹ. Đồ của tụi mình giặt chưa nè? Dạ con giặt luôn rồi mẹ. Chén hôm qua mẹ ăn á, buổi tối á, rửa chưa ta? Con rửa luôn rồi mẹ. Trễ giờ rồi, trễ giờ rồi. Chết rồi, nhà cửa dơ giấy quá vậy. Kim Chi ơi, ra dọn giùm tôi với. Tâm ơi, Tâm. Ôi, hôi quá hả? Tâm ơi. Cô Kim, đi qua đây nói chuyện. Sao bà? Ủa? Đứng đây nói chuyện. Sao? Tôi không hiểu tại sao mà ngày xưa con trai tôi lại lấy một người như cô. Vừa bê tha, vừa bê bối, mà không coi mẹ chồng của mình ra gì hết. Hả? Tôi đâu có lấy cụ bò đâu. Còn nói hả? Còn cãi hả? Khoan đã, nhưng mà cái gì? Ngồi đó Kim Chi. Ngồi yên đó. Thì mình ngồi yên đó, tôi vô tôi nói chuyện. Sao? Nói đến cô á là cô cứ cãi bay cãi bối. Là sao hả? Tôi là mẹ chồng của cô, chứ không phải là cái ô xin trong nhà này. Cho nên chuyện gì á, cô cũng phải thưa phải gửi, chứ không phải mà hở miệng ra là cãi, hở miệng ra là cãi như vậy. Kim Chi ơi, bà bị cái gì vậy Kim Chi? Tôi trễ giờ rồi mà nè, bà cho tôi đi. Ngồi yên đó. Nhưng mà ngồi yên đó. Kim, tôi chưa có nói chuyện với cô xong. Phận làm con dâu thì phải nghe mẹ chồng nói cho rõ, chứ không phải là vừa nói một cái là đứng dậy. Cô Tắm đâu rồi Chi ơi? Cô Tắm đâu rồi? Tôi nè. Đây nó kia nè. Bây giờ tôi là mẹ chồng rồi. Cái vai Tắm nó bỏ qua rồi. Bây giờ tôi đang đóng vai mẹ chồng nha. Bà phụ nhĩ với tôi nha. Vậy là nhà này là ngoài bà Tắm ra là bây giờ là xuất hiện thêm bà mẹ chồng nữa hả? Bà diễn mới của tôi rồi. Bà phụ nhĩ với tôi nha. Trời ơi, nhưng mà Kim Chi ơi, không được đâu. Nói nghe nè, bây giờ tôi đi nè, làm cái gì vậy? Mẹ chạy đi hồi nào vậy? Nè, ở đây. Đứng yên đó. Phận làm con dâu mà nói với chuyện đừng không nghe gì vậy hả? Không phải mẹ ơi, hả? Đi vô trong. Đi vô trong. Mẹ mới tha cho con thì con không có giấy nữa. Cô bò. Đi vô trong, nói chuyện. Vô trong đi hả? Giờ này chắc là mẹ chồng đi ngủ rồi quá. Xong rồi, xong rồi. Không còn mẹ chồng hay là Tắm nữa, mà bây giờ là ma nữ trong truyền thuyết rồi. Rồi xong rồi, xong rồi, ướt nhà rồi. Xong rồi, xong rồi. Kim Chi ơi, bà đóng vai ma xong chưa vậy bà? Rồi. Cảm ơn bà ngày hôm qua đã hỗ trợ tôi nha. Thật ra cũng không phải hỗ trợ gì đâu, mà tại vì bà làm thấy ghê quá cho nên tôi sợ thiệt á. Ủa? Gì vậy? 1001 cách tự tử cho người thất tình. Là sao bà? Vì ma của tôi đạt rồi. Bây giờ tôi phải đóng vai thất tình, đang bị người yêu bỏ. Bà đừng có nói với tôi bà tính làm 1001 cách tự tử này nha. Kim Chi ơi, Kim Chi ơi, bà làm gì vậy? Bà tính làm gì vậy Kim Chi?
anh đã bỏ tôi à. Tôi không còn biết sống trên đời này nữa ba ơi. Khoan đã Kim Chi ơi. Tôi chết đi cho rồi. Kim Chi ơi. Anh đẻ. Bà làm gì bà xô tôi mạnh như vậy? Không phải. Bà làm gì thấy ghê quá hả? Bà nghĩ sao bà bỏ tay vô ổ điện rồi bà chết rồi sao? Bà biết tôi sợ lắm không? Tôi đang quá thân vào nhân vật mà tôi đang diễn mà. Bà mới làm tôi giật mình á, may là tôi trở ra kịp nó không hả? Là tôi để tay vô đây là tôi bị giật chết rồi. Bà nghĩ sao diễn thôi, ai mà nói để cho nó. Bà Kim Chi ơi. Tôi có chuyện quan trọng này muốn nói với bà. Nhưng mà tôi nói xong bà phải hiểu cho tôi nha. Chuyện gì vậy? Tôi đang nghe nè. Tôi muốn hỏi bà là chừng nào bà mới tập diễn mấy cái vai của bà xong vậy? Chắc cũng khoảng một tuần nữa. Tại vì tôi phải đảm bảo được là vai nào tôi cũng diễn được thì khả năng tôi mới được nhận cao. Vậy nè Kim Chi, không mấy bà đi phượt ở đâu một thời gian đi nha. Hả? Rồi trong thời gian bà đi phượt như vậy cái bà tập diễn mấy cái vai của bà luôn. Chứ tôi nói thiệt nha, bà cứ tập ở nhà như vậy hoài tôi đau tim lắm, tôi chịu không có nổi đâu Kim Chi. Hiểu cho tôi nha Kim Chi, tôi yếu tim tôi sợ thiệt á. Phải nhất định đi hả? Tập xong rồi về lại nha. Cũng được. Bà đồng ý dễ dàng đi luôn hả? Thì bà muốn vậy tôi chiều thủy với bà chứ biết làm sao giờ. Xin lỗi bà nha, tại tôi sợ quá. Không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ tới cái cảnh mà tôi phải lang thang ngoài công viên. Ủa tại sao lại ra công viên? Bà đi du lịch ở đâu đó? Không thôi bà qua nhà bạn bè bà cũng được. Đúng rồi. Tôi không muốn làm phiền tới ai hết trơn á. Thà tôi bị muỗi cắn, bị cướp giật, bị bắt cóc, chứ tôi cũng không muốn làm phiền tới bạn bè của mình. Kim Chi, bà đừng nói nữa. Tôi hiểu mà. Không có sao đó. Cứ để tôi với họ lang thang ngoài công viên đi. Không có sao đâu. Biển sao á, là tôi để cho bà được yên ổn trong cái nhà này được rồi. Bà nói gì vậy Chi? Tôi... Bà đừng khó xử. Đúng có sao đâu. Bà là bạn tốt nhất của tôi, cho nên là tôi càng không có muốn gây phiền phức cho bà. Bà thấy đó, mỗi khi tôi về nhà thì bà thấy phiền như thế nào. Bà nói với cô Bo là tôi thương nó lắm nha. Bà bị gì ở Kim Chi? Cô Bo mà không có bà, cô Bo biết làm sao? Bà suy nghĩ cái gì vậy? Chứ còn cách nào nữa đâu. Tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân, chỉ là muốn làm diễn viên để kiếm thêm tiền nuôi con. Bà thấy đó, ngay cả một cái đùi vịt quay tôi thèm á, tôi cũng không có tiền để mà tự mua ăn nữa. Buổi sáng là phải ăn mì tôm, tối là phải ăn hủ tiếu gõ. Bà không cần thương cảm cho tôi đâu. Tôi xin lỗi bà, tôi ích
kỹ quá, tôi chỉ nghĩ cho nỗi sợ của mình, mà tôi không có nghĩ cho nỗi khổ tâm của bà bao lâu nay. Tôi biết rồi, bà cũng vì muốn kiếm tiền mà muốn cố gắng làm diễn viên mà mới tập như vậy. Coi như là tôi chưa có nói cái gì nãy giờ hết. Bà cứ tiếp tục ở nhà của mình tập đi nha, đừng có đi đâu hết nha. Bà để tôi đi đi. Tôi là cô gái nghèo, nhưng mà tôi còn có lòng tự trọng nữa. Cái câu thoại tiếp theo là gì quên rồi. Trời ơi, đang vô ngon lành mà còn có một câu nữa là hết rồi mà tự nhiên tôi quên vậy. Tôi đang tập cái vai này là một cô gái nghèo có lòng tự trọng. Bà ngồi đây tôi phân tâm quá, để tôi vô phòng tôi thoại một mình. Dạ. Máu, nhiều máu quá. Nhìn máu ta thích quá. Người cũng thích máu phải không? Ta cũng thích máu. Ta với ngươi sẽ được tắm trong máu. Ngươi có thích không nhỉ? Kim Chi ơi, Kim Chi ơi, cho tôi tắm xà bông được không Kim Chi? Ngươi có thích máu không nhỉ? Diệu Hiền, tới đây nè, tắm máu với ta đi. Diệu Hiền, bà bị sao vậy Kim Chi? Tôi là sát thủ nè, muốn thêm máu không? Diệu Hiền, bà bị sao vậy? Không ăn dịch quay hả? Vô ăn dịch quay là con phụ diễn với tôi nữa nè. Tôi đang đóng vai sát thủ á. Tên thì sao vậy trời? Vô hả? Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Mình Ăn Trưa Nhé. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chào mừng quý vị khán giả, một tuần lại qua và bây giờ chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Tiểu Lâm Nhạc Hội. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Red Moon Picture thực hiện. Thưa quý vị, trong tuần vừa rồi thì chúng ta đã được gặp gỡ những nhóm thí sinh vô cùng dễ thương. Họ đã mang đến những tiết mục thật sự đặc sắc và ấn tượng. Và quý vị khán giả cũng đừng quên quyền năng của mình nhé. Đó chính là quý vị khán giả có thể trở thành những vị ban giám khảo, chấm điểm và lựa chọn ra các nhóm thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba của mỗi tuần bằng cách là xem lại tiết mục của các thí sinh trên kênh YouTube của chương trình. Và các nhóm đạt giải nhất, nhì, ba của mỗi tuần sẽ tương ứng với những giải thưởng trị giá 15 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng. Còn bây giờ, Sam sẽ công bố nhóm thí sinh nào đạt giải nhất, nhì, ba trong tuần vừa rồi. Bảo đảm là quý vị khán giả cũng đang rất nôn nóng đúng không nào? Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân. Một sân chơi vô cùng mới lạ và độc đáo dành cho các thí sinh có độ tuổi trên 60. Không những tài năng còn mang trong mình những tinh thần tràn đầy sức sống. Tuổi xuân càng tăng, tài năng càng đỉnh của các cô chú sẽ mang đến cho chúng ta những tiết mục vô cùng thú vị và hấp dẫn. Và trong mỗi một tập,
chúng ta sẽ có 5 thí sinh lần lượt trình diễn. Và 100 quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay sẽ là 100 giám khảo bình chọn cho các thí sinh. Và thí sinh nào được sự bình chọn nhiều nhất từ các bạn khán giả sẽ là thí sinh được yêu thích nhất của ngày hôm nay. Và bây giờ một thành phần vô cùng quan trọng cũng không thể thiếu trong chương trình, đó chính là các thành viên của ban bình luận. Họ có nhiệm vụ đưa ra phán đoán xem tài năng thực sự của thí sinh đó là gì, trò chuyện cũng như là tâm sự cùng thí sinh. Ban bình luận xuyên suốt của chương trình, nghệ sĩ Quyền Linh. Theo được biết thì cũng là lần đầu tiên hai anh chị ngồi ở vai trò là bình luận viên, mà đặc biệt ở một cái chỗ là thí sinh của chúng ta là toàn là những cô chú độ tuổi trên 60, thì không biết là cảm xúc của hai anh chị như thế nào. Người ta thường nói thì gừng càng già càng cay, người càng lớn tuổi thì có nhiều kinh nghiệm hơn nữa trong cuộc sống, và chúng tôi cần phải học hỏi những điều đó. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang nôn nao chờ đợi xem những cô chú đầu tiên sẽ tham gia chương trình là ai. Đang rất nôn luôn đó, không biết Ốc Thanh Vân có nôn hay không. Đó là cảm giác của anh Quyền Linh. Em cũng giống như anh, em cũng rất là nôn nóng được gặp các cô chú, những thí sinh của Mãi Mãi Thanh Xuân. Chúng ta tạo ra một chương trình như thế này để những người lớn tuổi khi họ đến đây, họ thấy rằng là ở tuổi này tôi vẫn có giá trị và tôi có thể làm được những điều khác biệt. Và với tinh thần đó, Vân mong tất cả những thí sinh sẽ có những tiết mục rực rỡ nhất tại Mãi Mãi Thanh Xuân. Và Quyền Linh cũng mong rằng là Ốc Thanh Vân sẽ tạo điều kiện để cho hai mẹ Ốc Thanh Vân cùng với mẹ Quyền Linh, cùng với mẹ Sam, của Sam và mẹ của nhiều người nữa tham gia. Bởi đây là một sân chơi vô cùng độc đáo. Em đang thuyết phục là mẹ em đến đây tham gia đó. Sẽ cố gắng thuyết phục. Trong chương trình này chúng ta có cái câu slogan mở đầu chương trình là Mãi Mãi Thanh Xuân. Thanh xuân đâu chỉ một lần, thanh xuân nằm ở tinh thần chúng ta. Yeah. Cũng như quý vị thấy là đang ở trên sân khấu, chúng ta có 3 chiếc ghế nóng, mà ở đây chúng ta đã có 2 bình luận xuyên suốt rồi. Vậy thì bình luận viên khách mời của chúng ta sẽ là ai? Cùng đón. Quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Biệt Tài Tí Hon mùa 2. Cảm ơn Dầu Ăn Granny đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay sẽ là đêm gala đầu tiên của chương trình Biệt Tài Tí Hon mùa 2, với sự trở lại của 7 tài năng nhí đã giành chiến thắng ở những tập trước. Và chắc chắn là các em sẽ mang đến cho chúng ta những tiết mục vô cùng độc đáo và ấn tượng. Nhưng mà trước hết hãy cùng Sam chào đón ban bình luận của chương trình, nghệ sĩ Trấn Thành. MC ca sĩ Ngô Kiến Huy.